thế giới phẳng đây. Trong thời buổi ngày nay, chuyện cắm sừng đã được nâng lên một tầm cao mới. Nguy hiểm tới tứ phía khiến các ông chồng phải thi nhau bảo vệ đời sống hôn nhân của mình, với hy vọng thằng mọc sừng tiếp theo không phải là bản thân. Nhưng lỡ mà đứa con sau khi sinh ra lại trông giống ông hàng xóm hơn là ông chồng, thì coi như 100% người đàn ông này đã may mắn quay vào ô đổ vỏ. Ấy vậy mà bộ tộc Rupa trên đỉnh Himalaya lại thích mang vợ mình đi gửi ông hàng xóm chăm sóc hộ. Vợ anh cũng là vợ chú, mà vợ chú thì cũng là vợ anh. Liệu có phải những ông chồng này không đủ súng đạn để đáp ứng các chị em, nên mới phải nhờ cậy tới cả anh hàng xóm không nhỉ? Vậy thì hãy cùng Thế Giới Phẳng đi tìm hiểu xem thực hư như thế nào nhé! Bộ tộc Drukpa là một dân tộc thiểu số với khoảng 2.500 người dân. Họ đang sinh sống trong các ngôi làng nhỏ tại thung lũng The Hahanu màu mỡ của vùng núi Ladakh. Khu vực này nằm giữa Jammu và Kashmir, là nơi thường xuyên xảy ra tranh chấp biên giới giữa Ấn Độ và Pakistan. Nhiều nhà sử học cho rằng, thế hệ người Drukpa đầu tiên đặt chân tới đây là hậu duệ cuối cùng của người Aryan cổ đại. Những người nói ngôn ngữ Ấn Âu từng định cư ở Iran và tiểu lục địa phía bắc Ấn Độ thời tiền sử. Sau khi vua Alexander đánh bại vương quốc Ấn Độ Porus vào năm 326 trước công nguyên, một nhóm lính trong lực lượng quân đội của ngài đã đi lạc trên đường quay trở lại Hy Lạp. Nhóm người này đã tập trung lại cùng nhau sinh sống và phát triển thành một bộ tộc. Họ chính là tổ tiên của người Drukpa ngày nay. Tôn giáo của bộ lạc này khá là lộn xộn, khi Drukpa là những con người đi theo đạo Phật, nhưng lại thờ phụng rất nhiều vị thần linh khác nhau và lại có những phong tục mang đậm nét của Ấn Độ giáo. Dân tộc này có niềm tin rằng trước khi con người và các vị thần từng cùng nhau sống, nhưng vì sự ích kỷ của loài người đã phá vỡ mối quan hệ tốt đẹp này, nên khi còn sống phải biết chia sẻ để sau khi chết còn có đường được cùng chung sống với thần linh. Chắc bởi vì tin vào điều này nên đàn ông ở đây có thể hào phóng đưa vợ của mình cho ông hàng xóm dùng thử. Người Drukpa và người Tây Tạng cùng sinh sống ở dãy núi Himalaya. Tuy chung sống cùng nhau, nhưng bộ lạc Drukpa khác biệt hoàn toàn với người Tây Tạng, Mông Cổ về cả thể chất, văn hóa và ngôn ngữ. Nếu các anh bạn tới từ Trung Quốc dường như không có hứng thú nhiều với đời sống vợ chồng, thì những người Drukpa lại nổi tiếng với nhu cầu và độ táo bạo trong chuyện quan hệ nam nữ. Cuộc đời của chị em lên hương hay là bế tắc phụ thuộc hết vào khả năng giường chiếu của cánh mày râu. Và những anh chàng tộc Drukpa sẽ là hình mẫu hoàn hảo, có thể kéo bất cứ cô nàng nào lên tới đỉnh Himalaya. Nếu các ông không tin thì ngồi yên đấy, để yên tôi phân tích cho mà nghe. Vốn đàn ông trong tộc Drukpa nổi tiếng với ngoại hình cực kỳ ưa nhìn. Họ có vẻ ngoài cao to, đôi mắt sáng màu cùng với sống mũi thẳng, đôi môi dày dặn và bộ lông mày rậm. Mà theo nhân tướng học thì đây là những đặc điểm của những quý ông mạnh mẽ và có ham muốn cao. Đặc biệt, hãy để ý dáng mũi của các anh chàng Drukpa. Nó có phần cánh mũi dày và hơi thô. Bởi vậy anh ta sẽ sở hữu một cậu nhỏ có kích thước mà chị em nào cũng thích đấy nhé. Phụ nữ Drukpa cũng sở hữu nhan sắc xinh đẹp với vóc dáng cao ráo, gương mặt thanh tú, mũi cao, cả mắt sâu và mái tóc đen nhánh đặc trưng. Những cô nàng được tán tỉnh và săn đón nhiều nhất ở bộ lạc này thường sẽ có vòng ba đẫy đà, bởi họ cho rằng mông to thì dễ đẻ và có xu hướng cởi mở hơn trong chuyện nam nữ. Khi đa phần cánh đàn ông trên đời này đều sợ hãi việc đang từ nghé lại biến thành trâu với cặp sừng dài cả 2 mét, đã thế mà còn phải đi đổ vỏ nuôi con cho thằng khác nữa thì đúng là bách nhọ. Nhưng người Drukpa lại đi ngược với phần đông cánh mày râu của thế giới. Họ thường xuyên trao đổi vợ với nhau để tăng tình đoàn kết láng giềng. Đây là tục lệ đã có từ đời cụ kỵ của nhóm dân tộc này. Đó chính là đàn ông trong tộc được phép trao đổi vợ với nhau thoải mái mà không gặp bất kỳ sự phản đối nào đến từ người khác. Thậm chí họ còn đưa ra những sự mặc cả với nhau trước khi đưa ra quyết định. Những người vợ không có quyền lên tiếng hay từ chối điều này. Đơn giản là khi một người đàn ông ưng ý một cô gái nào đó, nhưng cô ta đã có chồng, thì anh ta sẽ đến gặp chồng của cô gái ấy và hỏi mượn vợ của anh chàng này mang về nhà mình. Người phụ nữ sẽ phải nghe lời chồng đến làm vợ, bao gồm cả những chuyện sinh hoạt riêng tư với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Một số người vợ còn bị chồng mình đẩy đến nhà người đàn ông khác trong nhiều tuần liền. Và vợ của người đàn ông đó lại đến đóng thế vào mình rồi ăn ngủ cùng chồng mình. Trong một số gia đình còn có tình trạng anh trai thường chia sẻ vợ cho các em trai để tránh việc phải phân chia tài sản. Những đứa bé được sinh ra sau một cuộc đổi trác này sẽ trở thành thành viên trong gia đình mà người mẹ đang sống. Dù là thằng đổ vỏ hay là thằng pha nước chấm, thì người chồng sẽ trở thành cha của đứa bé này. Những cô nàng hay bị ngắm trúng thường là người sở hữu bờ mông no đủ hoặc là người có mái tóc đen và dài. Điều cấm kỵ trong phong tục này chính là cấm những người đàn ông có vợ dụ dỗ những cô nàng còn nguyên zin, chưa chồng. Bởi họ lúc này là thuộc về thần linh. Bộ tộc Drukpa rất thoải mái trong chuyện thể hiện tình cảm nơi công cộng. Đi trên đường, các ông có thể gặp những đôi trai gái đang trao cho nhau những nụ hôn nóng bỏng.
không cần quan tâm là đối phương còn độc thân hay là đã lập gia đình. Sau nụ hôn, họ có thể tạm biệt nhau luôn, hoặc dắt nhau tới một nơi kín đáo để... Địa điểm không nên ghé thăm nhất ở ngôi làng này chính là quanh bờ suối vào lúc ban đêm, bởi đây là thánh địa cư trú của các cặp đôi ưa thích những trận dã chiến giới hạn trẻ em dưới 18 cộng đấy nhé. Người Drogba cũng rất tự hào về vẻ bề ngoài. Họ tự tin rằng những người được sinh ra và lớn lên trong hình hài đẹp đẽ chính là sự chúc phúc từ thần thánh, nên những người có ngoại hình xuất chúng trong tộc sẽ được rất nhiều người yêu mến. Các cô em xinh đẹp của bộ tộc thường sẽ trở thành mục tiêu tán tỉnh bởi những anh chàng ngoại tộc. Các chàng trai của tộc Drogba sẽ giơ cao khẩu hiệu bảo vệ gái làng, sẵn sàng đổ máu, mang quân đi chiến với những ngoại tộc dám bén mảng tới gần, dẫn tới nhiều cuộc xung đột của các chàng trai trên cao nguyên. Đúng là chết vì gái là cái chết sai trái mà đời nào cũng có ông dính vào. Dù họ có thể hào phóng chia sẻ vợ với người đàn ông khác trong tộc, nhưng bộ tộc này không muốn huyết mạch của mình bị pha trộn với dòng máu khác, đánh mất nét đẹp thần linh ban cho họ. Đây cũng chính là lý do người Drogba chỉ kết hôn trong cộng đồng, thay vì lựa chọn bạn đời ngoài bộ tộc, để duy trì dòng máu thuần chủng. Với số lượng dân cư ít ỏi, điều này dẫn tới tình trạng kết hôn cận huyết ở những cặp đôi. Dù tộc Drogba coi chuyện này là bình thường, nhưng nó lại dẫn tới hậu quả nặng nề khi tỷ lệ sảy thai, thai dị tật ở bộ lạc tăng chóng mặt. Không có trẻ em bù vào số người già trong cộng đồng. Trang phục chính là cách phụ nữ ở đây thu hút bạn tình vào lễ hội truyền thống Bonanno kéo dài 3 đêm liên tiếp, thường tổ chức trong tháng 9. Phụ nữ sẽ mặc áo choàng da dê, được trang trí công phu với vỏ sò, bạc và chuỗi hạt. Chiếc mũ tinh xảo của họ được gọi là tepi, làm từ bạc, đan với hoa tươi, hoa khô. Đàn ông ở đây mặc áo len rộng cùng với quần len cạp cao. Cuối cùng, mũ da dê chính là món đồ không thể thiếu để tạo nên một bộ trang phục truyền thống hoàn chỉnh. Chúng được trang trí tỉ mỉ bằng nhiều loại hoa, đồng xu và vỏ sò, thể hiện nét văn hóa đặc sắc của bộ tộc vùng Ladakh này. Trong ngày diễn ra lễ hội, những người con trai và con gái còn độc thân sẽ xếp thành hàng đứng đối diện nhau, cùng nhảy những điệu nhảy truyền thống và trao cho nhau những nụ hôn công khai trước mặt mọi người. Vùng đất mà người Drogba đang sinh sống không thuộc về sở hữu cá nhân, vì vậy họ phải chi trả bằng tiền mặt, bơ, phô mai hoặc gia súc. Trước đây, để chịu đựng thời tiết khắc nghiệt, người Drogba xây dựng nhà bằng đá. Hiện đại hóa đã mang đến cho họ những ngôi nhà kiên cố hơn. Tuy nhiên, điện sử dụng ở đây còn hạn chế và đời sống của họ phụ thuộc nhiều vào năng lượng mặt trời. Sự nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu là mối đe dọa lớn nhất với bộ tộc. Khi điều kiện thời tiết thay đổi, nóng hơn và ít mưa, các cây trồng đem lại thu nhập chính ngày càng khó thích nghi. Họ buộc phải trồng cây anh đào, mận, cà chua, vân vân. Thu nhập giảm sút kết hợp cùng đô thị hóa dẫn đến tình trạng người trong cộng đồng dần rời khỏi nơi sinh sống và kiếm việc ở những ngôi làng khác. Những bộ trang phục cầu kỳ đã không còn phù hợp với thời tiết nóng. Người trẻ trong cộng đồng có xu hướng kết hôn ngoại tộc, gây ảnh hưởng tới việc bảo tồn văn hóa truyền thống. Nhiều người lo ngại chỉ trong thời gian ngắn, bộ tộc sẽ dần dần biến mất. Video của Thế Giới Phẳng hôm nay tới đây thôi. Các ông thấy ấn tượng với điều gì nhất với bộ lạc này? Đừng quên comment cho chúng tôi biết về quốc gia và những điều kỳ lạ mà các ông đang tò mò nhé. Hãy like và đăng ký kênh để cập nhật video mới của Thế Giới Phẳng sớm nhất nha. Còn bây giờ thì bye bye!